như lịch đã thông báo, buổi sinh hoạt tuần cuối tháng của câu lạc bộ sinh vật cảnh Phù Quảng, huyện Ba Vì được tổ chức trong khuôn viên vườn cảnh Đức Anh, xóm Đông, xã Tây Đằng, huyện Ba Vì. Đây là các anh của câu lạc bộ và các đơn vị xung quanh mang cây đến để trưng bày giao lưu cùng với câu lạc bộ sinh vật cảnh Phù Quảng. Hương Sắc Đô Sinh sẽ chia sẻ những hình ảnh bonsai trong buổi sinh hoạt hôm nay. Cái tác phẩm hoa giấy này của ai nhỉ? Cái này tôi để đầu năm. Cái này của anh An đây nè. Anh An này anh gì? Không. Không phải, tôi trên này. Cái này của ai? Cái này của anh Thành. À, của anh Thành, anh khu thực phẩm. Khu thực phẩm. Anh Thành tòa án huyện Ba Vì. Tàn lên trên là đủ rồi, đặt tiêu chí rồi. Này nó to. Có điều anh mà viết xuống thì nhìn được cái này là thành hai lớp. Hai lớp. Đúng. Anh đời này là tham lên. Mới tham đây. Tháo cắt cái này đừng tham u, cắt sạch luôn đi. Đừng tham u. Anh đừng nuôi cắt hết đi. Nuôi thêm sẹo này. Sẹo này. Nuôi hai cái này lên ảnh bãi. Vâng. Xem xuống. Cây dối này là ở trong câu lạc bộ Vân Hòa. Cây dối này là tác phẩm trong câu lạc bộ Vân Hòa. Vâng. Ở đây là tác phẩm dối của câu lạc bộ sinh vật cảnh xã Vân Hòa, huyện Ba Vì mang ra để trưng bày. Nó phải dành mạch đây. Đó là tác phẩm dối của thế câu lạc bộ sinh vật cảnh xã Vân Hòa, các anh mang ra bao nhiêu tác phẩm? Có hai tác phẩm. Hai tác phẩm ạ. Vâng. Đây là chủ nhân anh. Đây là chủ nhân của cây dối ạ. Thế còn tác phẩm nữa? Tác phẩm nữa là cây cây tùng. Cây tùng này à? Vâng, cây tùng này. Là chủ nhân của anh. Vâng. Thắng, tên là Thắng. Vâng vâng. Đây là tác phẩm tùng của anh ạ. Vâng. Vâng. Cây tác phẩm tùng và dối là hai tác phẩm của các anh trong hội sinh vật cảnh xã Vân Hòa, huyện Ba Vì mang ra để trưng bày trong buổi chiều hôm nay. Vâng, cảm ơn các anh nhé. Đây là Mai Chiếu Thủy. Cái này có phải của Hà San không nhỉ? Quý Hiếu. Vâng, chào anh. Cây hoa đẹp quá. Mai Chiếu Thủy. Cây đấy, cây của anh San. San hoa giấy. Vâng. Phong cây nào hay Phong? Dạ. Phong tác phẩm nào? Tí nữa. Em tác phẩm cây này anh. Còn đây là cây dối của anh Hoàng Trúc Phong, xã Vạn Thắng. Đây là cây hoa dâm bụt Thái. Vâng.
Đây là tác phẩm Si. Si đỏ. Đây là cây nhài của Hoàng Anh Sa Vạn Thắng. Đây anh biết cây gì không? Đây là cây sam. Cây sam của chủ nhân là ai nhỉ? Cháu không biết đâu, nhưng đây là cây sam. Phong Lê Phong cây sam này của ai? Thức. Cái này của anh Phan Kiến Thức. Vâng. Đây là cây sam, chủ nhân là anh Phan Kiến Thức, câu lạc bộ sinh vật cảnh Phú Quảng. Nhưng mà hôm nay anh Phan Kiến Thức lại có việc đột xuất. Đây là si của anh Duy Khoa. Đây là cây xanh của Hoàng Anh. Tác phẩm Si. Đây cũng là sam nhỉ? Linh sam. Linh sam. Linh sam. Linh sam lá to. Cây này của ai? Chủ nhân của ai anh biết không? Đây của Phong à? Không, cây của cái đội Vân Hòa. Không, cái cây sam mình đang xoay này. Của Đức Anh à? Rồi. Còn cây, còn cây này là cây cũng là sam, sam lá kim này. Cây này của Thắng à? À. Cây này của anh Thắng. Rồi. Đặt xuống đi, đặt xuống đây, tôi lấy cái gốc. Cây này cái tàn nó tự nhiên, trông lấy bóng thì nếu mà lấy hình ảnh phóng ra nó khác gì cây cổ thụ, như là cây cổ thụ ở đầu làng. Cây đấy cao có 25 cm. Đây là cây Si. Đây tác phẩm Si này của ai đấy? Si đẹp đấy. Cái này của ai Thắng biết của ai không? À, của Khoa. À. Cái này của Duy Khoa. Và cây đây cũng là cây sam của ai đây? Cây sam bonsai mini cũng của Duy Khoa. Đẹp vậy, cây sam bonsai. Hai cây sam này tất của Khoa này. Một cây này cây trà Phúc Kiến. Trà Phúc Kiến dáng trực. Tiến để cây đấy lên đây, Tiến đây. Tiến chỗ trống này. Đây cũng là một tác phẩm Si bonsai mini. Đây. Đây là quần thụ. Đơn vàng. Quần thụ mẫu đơn vàng.
rừng đơn vàng đẹp ấy. Lấy cái cảnh toàn diện này nhìn rất hay. Cây này là cây linh sam của anh Phan Kiến Thức. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.